chào tất cả các bác đã quay lại với kênh của Trường Nam Vlog và mình là Văn Nóng Lazada. Thì hôm nay là ngày 8 tháng 3 thì có lẽ là lời đầu tiên xin gửi đến tất cả các bác chị, em, các chị, các mẹ, các mợ hoặc là các bạn gái một cái lời chúc sức khỏe, chúc cho tất cả các chị em một nửa thế giới luôn luôn rạng rỡ, xinh tươi và như những đóa hoa luôn tỏa ngát cái hương thơm cho đời và luôn là cái động lực để cho anh em những người thân trong gia đình dựa vào. Rồi, ok. Và cái thời điểm bây giờ là khoảng cũng 8 giờ tối rồi, cũng là cuối ngày rồi. Bây giờ nếu mà làm cái chủ đề gọi là mua cái gì hay tặng cái gì cho ngày 8 tháng 3 thì có lẽ là nó đã quá muộn. Tất nhiên là quà thì cái thời điểm nào thì nó cũng quý. Có thể là sau clip này thì một số anh em có thể ra mua một số cái món đồ mà mình tư vấn về cho tặng cho bạn gái hoặc là gấu hoặc là vợ hoặc là các bác, các mẹ. Thì quà thì ai cũng quý thôi. Và nhưng mà mình làm cái chủ đề về Lazada thì hôm nay chúng ta sẽ xem trên là nếu mà mua các cái món quà trên Lazada, trên Shopee tặng cho người thân vào ngày 8 tháng 3 thì chúng ta cùng chọn gì nhá. Ok, và trước hết là chúng ta cũng sẽ điểm qua một chút các cái thông tin từ các cái group săn hàng giá rẻ và một số cái mail từ các cái chương trình của các bên xem như thế nào. Rồi đầu tiên là mình sẽ check qua một chút cái mail của chương trình tiếp thị liên kết của Lazada xem có gì không. Rồi mình sẽ tắt cái phần này cho nó dễ nhìn này. Như vậy là Samsung S9 và S9 cộng thì đã có mặt trên Lazada. Và quà tặng là khi mua các cái sản phẩm S9, S9 cộng thì chúng ta sẽ được cộng thêm là được một cái vé máy bay của Vietnam Airlines trị giá khoảng 4 triệu đồng. Và ngoài ra đối với các chiếc điện thoại Z2 Pro, Z3 Pro thì được giảm giá rất là đặc biệt vào ngày 31 tháng 3, tức là cuối tháng này. Rồi cũng không có những thông tin gì liên quan đến ngày 8 tháng 3 hôm nay cả. Rồi. Rồi đây là cái chương trình của Lazada vào ngày hôm nay, ngày 8 tháng 3. Như vậy là thì là vẫn có lẽ là trong cái không khí của cái Tết thì vẫn là các cái mặt hàng về giày dép để cho anh chị em, các bác, các chị đi du xuân. Đây là một số cái mặt hàng giày dép. Và đặc biệt là trong ngày mai, ngày 9 tháng 3 vào khoảng 11 giờ thì Lazada sẽ bắt đầu chạy một cái chương trình mới về một chiếc điện thoại mới của Xiaomi, đó chính là Redmi 5 với giá là 2.990.000 đồng. Như vậy đợt trước thì Lazada có chạy rất nhiều cái chương trình về Redmi 5A thì có lẽ là cái sức hot của Redmi 5A thì nó cũng đã giảm theo cái Tết Mậu Tuất rồi. Và một cái siêu phẩm mới của Redmi đó chính là Xiaomi chứ, đó chính là Redmi 5 với giá là khoảng dưới 3 triệu đồng. Với chi tiết về cấu hình Redmi 5 thì mình cũng chưa tham khảo đâu. Thì đây là một chút thông tin về ngày mai sẽ có chiếc điện thoại Redmi 5. Nếu các bạn là có nhu cầu muốn nâng cấp chiếc điện thoại của mình thì Redmi 5 cũng là một lựa chọn rất là hợp lý. Tại vì hầu hết tất cả các điện thoại của Xiaomi đều rất là rẻ và cấu hình đều rất là cao. Con này mình nhớ là hình như là có pin là 4000mAh hay sao ấy. Rồi thì chúng ta cùng xem qua cái group săn hàng thì có rất nhiều cái chi tiết về con Redmi 5 này. Rồi một số mặt hàng về điện thoại Samsung, về gấu Hachiman sinh đôi với giá là con này đắt thế. Rồi mình cũng chưa thấy có cái thông tin gì về ưu đãi cho ngày 8 tháng 3 cho chị em cả. Rồi bây giờ chúng ta cùng đến với Tiki. Như vậy đối với ngày 8 tháng 3 năm nay thì Tiki gửi đến chương trình trao quà tặng gửi yêu thương ưu đãi 50%. Còn ưu đãi như nào cũng chả ghi con mẹ gì cả. Rồi và flash sale. Có vẻ như ngày 8 tháng 3 thì nhiều bên họ không quan tâm lắm đến cái chương trình này cho chị em. Rồi. Và Adesoi. Adesoi là một cái trang web của VinCommerce của tập đoàn Vin. Thì là có một số chương trình ưu đãi cho 8 tháng 3 như là ôi dồi ôi, cái vé đi nghỉ dưỡng này 2 củ này, máy xông hơi 1.8 triệu, bộ nồi chảo chống dính, chưa thấy có cái gì cả.
rồi, mình xem còn cái gì nữa không. Như vậy thì cũng là hết rồi. Như vậy là có vẻ như là các cái chương trình tháng 3 có vẻ khá là ít. Thì điều này cũng có lẽ là đúng thôi. Tại vì nếu mà cái thời điểm 8 tháng 3 thì các bạn nếu mà mua thì nó sẽ có độ trễ về giao hàng, nó sẽ mất từ 2 đến 3 ngày. Nếu mà chúng ta đặt 8 tháng 3 thì hàng nó khoảng 10 tháng 3 nó về mất 2 hôm. Thì tặng nó cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Thì thường với các bên như Lazada hay là Shopee thì họ sẽ đẩy cái chương trình lên sớm trước. Ví dụ 8 tháng 3 chạy chương trình thì sẽ khoảng 6 họ bắt đầu các cái chương trình rồi. Ví dụ đây là cái mail của Affiliate này. Thì nhân ngày tháng 3 thì có một số các cái sản phẩm độc quyền về mỹ phẩm giá từ 199k cho chị em. Đây là kem chống nắng này, đây là một số cái loại mỹ phẩm. Ủa, con này bao nhiêu tiền này? Cái này là có cái voucher giảm 83k cho đơn 600. Rồi và đặc biệt là hôm nay thì có chạy lại con Redmi Nama đầu hôm qua chứ, là 7 tháng 3 ngày hôm qua. Rồi, như vậy hết rồi. Chúng ta không thấy có cái chương trình gì ấy quá là tốt cho chị em vào ngày hôm nay. Rồi bây giờ chúng ta cùng qua một số group săn hàng giảm giá xem có cái chương có cái gì không. Hiện tại mình đang có mặt tại group review Lazada, trong những cái group trên Facebook chia sẻ rất nhiều các cái chương trình giảm giá hoặc các mã giảm giá cho anh em. Nếu mà mua hàng Lazada hoặc là Sendor, Shido, Tiki, Shopee rất nhiều các đơn vị luôn. Rồi xem nào. Đây chính là cái chiếc điện thoại Xiaomi Redmi 5 này. Redmi 5 thì là xem nào. Con này cũng không thấy cấu hình nhỉ. Đây, chúng ta qua cái ảnh bìa thì chúng ta sẽ thấy cấu hình Redmi 5 thì nó khoảng là camera 12 megapixel. Con này camera còn thua ở Redmi 5A. Redmi 5A mình nhớ là cái camera trước của nó cũng phải tầm là camera sau ấy, nó cũng phải tầm 13 megapixel rồi. Bộ nhớ trong 32GB, pin 4000 mAh vẫn thua Redmi Note 4X. Redmi Note 4X thì pin nó là khoảng 4001 rồi. Con này thì vẫn mình thấy nó vẫn chưa tương xứng lắm với Note 4X. Và Note 4X mình nghĩ nó vẫn là một con điện thoại của Xiaomi có lẽ ngon bù rẻ. Rồi chúng ta xem có các chương trình gì về cho anh em chị em ngày hôm nay không. Rồi đối với Sendor thì các bạn có thể nhập cái mã là Sendor tháng 3 thì được giảm 50% cho cái đơn hàng 170k. Và cái mã này cũng có số lượng có hạn nhé. Mình thấy một bác vừa bảo là không dùng được. Đây, cái mã này nó cũng có hạn thôi. Rồi tiếp theo là của gì đây? Cái này của Shopee hay sao nhỉ? Rồi, của Shopee thì cũng có một số cái mã giảm giá thay lời yêu thương gửi tới chị em ngày 1 tháng 3. Như là một số mã này bé thế. Quan Marie thì là giảm 20k cho đơn 99k và tối đa là 10%. Này bé quá, khó nhìn quá. Cái này mình sẽ cho to lên cho dễ nhìn nhỉ. Ông làm bố cái ảnh bé thế, chả nhìn méo gì. Rồi đây. Như vậy mã là Wamari thì là giảm 20k cho đơn 99k. Mã Home 8 tháng 803 thì là giảm 100k cho đơn 300k. Và một mã nữa L83 thì là giảm 50k cho đơn 200k. Một cái mã nữa đó là Toyo 303 thì là giảm 33k cho tất cả các đơn. 33k nhiều phết đấy. Ngon phết, mã này ngon. Rồi tiếp theo là mã Kosobo. À đâu? Koso 803 dành cho các sản phẩm trong collection. Và mã là BM03 Funu thì là giảm 10% cho đơn 200k. Cái mã này các bạn lưu ý là ở dưới này họ ghi là cho với các cái ngành hàng gì nhá. Ví dụ cái mã Wamari là chỉ áp dụng cho cái ngành thời trang thôi. Còn cái mã Home 803 thì chắc chắn là dùng cho các cái sản phẩm về đồ gia đình rồi, về Home. Còn cái mã L này thì là dùng cho cái hàng điện tử nhá. Giảm 10% cũng ngon phết. Giảm 50k cho đơn 200k thì cũng khá là ngon. Giữa anh em mua mic BM800 thì là khoảng 100 triệu, phải 200 cơ. 200 thì mua còn giá là 150 thôi. Rồi ok, cho nhỏ lại đi. Rồi, như vậy đó là một số cái mã giảm giá từ Shopee. Chúng ta đi tiếp xem có chương trình gì nữa không.
cũng lại nhỏ quá. Rồi đây rồi, mình thấy có một cái mã giảm giá của Lazada đây rồi. Như vậy Lazada có cái mã giảm giá là phụ nữ đẹp giảm 8% cho đơn cái này là áp dụng cho mọi đơn hàng. Và cái mã phụ nữ đẹp này thì nó cũng có một cái số lượng có hạn thôi, nên không phải là ai bác nào nhanh tay sử dụng được thì có thể lấy được cái mã này. Và giảm mình nghĩ rằng cũng không nhiều đâu, 8% thì nó cũng quá là ít. Như các cái đợt ở chạy của chương trình của Lazada có mã đến 20% cơ. Thôi 8% thì cũng rẻ rất là nhiều rồi. Rồi rất nhiều nữa. Thấy anh em trên này chia sẻ nhiều lắm, mình chỉ điểm qua một số cái mã giảm giá thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng vào cái trang web của Lazada. Đây chính là cái trang của Lazada. Thì xem chúng ta sẽ có các cái chương trình gì không. Như vậy mình thấy đây vẫn là miễn phí giao hàng, nhưng mà không miễn phí giao hàng gì, ghi chung chung như này thì rất dễ hiểu lầm. Rồi chưa thấy có cái chương trình gì cả. Và đây vẫn đang có cái flash sale này. Mình thấy hầu như là họ, nói chung ngày nào thì cũng có các cái giờ gọi là chạy flash sale, tức là những cái mặt hàng họ giảm giá bán theo giờ. Đây cái này chẳng liên quan gì đến chị em, và có lẽ giờ này thì cũng không có nhiều cái flash sale cho chị em nữa. Giờ này cũng là khá là muộn rồi, tầm 8 giờ tối thôi thì mọi người cũng đã bắt đầu nghỉ hết rồi. Cái này có đồ câu cá này mình cũng phải quan tâm đấy, nhưng mà nó không liên quan lắm đến chị em, có lẽ mình không mở ra xem. Rồi và một số cái chương trình ưu đãi dành cho các cái đơn vị đối tác về thẻ, về banh. Như vậy đây thì mình cũng chưa thấy một cái chương trình gì gọi là cho ngày 8 tháng 3 cả. Nó có vẻ như nó khá là ảm đạm cho ngày hôm nay. Đây có thể thấy như một số cái bộ quần lót nữ mịn màng 13. Rất tiếc là cái hình ảnh nó đang chưa lốt được. Khá là lag. Rồi như vậy bộ quần chip cho chị em là giá 119.000 10 cái, tức là vị trí là khoảng 12.000 một cái. Alo nữ thời trang 139k. Cái này thì anh nào mua tặng cho chị em cũng được này. Những cái bạn nào gái nhỏ ấy, các bạn khoảng là xì tin thì mua cái này, mình thấy nghĩ là cũng vui. Nhưng mà mình cũng không biết cái sản phẩm này nó như nào, tại vì cũng chưa mua cái này. Rồi xem có cái gì được không. Hạnh Nhân này. Ủa cái này, mua cái này mà hai anh chị mua này xong ra công viên người ăn này cũng lãng mạn phết đấy. Rồi tiếp theo là một số cái này trước mình có làm review con Yoshi này ở trên Shopee rồi, các bạn có thể xem lại clip này của mình trong channel. Rồi chưa thấy có cái gì gọi là mua tất này tặng cũng được này. Mình thấy rằng rất nhiều anh em tháng 3 mua hoa tặng cho chị em. Thì mình trước mình có làm một cái khảo sát nhỏ của mình thôi, thì đa số là 10 chị em thì cũng phải 89 chị là bảo hoa nó không có ý nghĩa thực tế lắm. Vẻ như là thực ra là hoa thì bên công đoàn hay là quỹ bên hành chính nhân sự họ vẫn mua hoa để tặng cho chị em đi làm, nhưng mà việc mua hoa thì hoa xong các chị em thứ nhất là trở về nó rất là phiền toái. Bây giờ đi làm đi xe ga xong lại vác bó hoa ở sau. Nhớ chị em là mình thấy sau khi đi khỏi công ty thì cầm ngay cái đó hoa ném biu một số rác, không mang về nhà. Và cái trường hợp mà rất nhiều chị em mang hoa về nhà rồi thì ngày hôm sau lại phải nhăn nhó văng đi vứt rác, lại có hoa nhiều, có hoa rất là to. Chính vì thế mà khi khuyên em khi chọn các cái món hàng mua tặng cho chị em thì nên chọn những cái mặt hàng nó rất là thực tế. Ví dụ như chị em rất thích các cái đồ, ví dụ nếu mà chị em đã có gia đình rồi rất thích các cái đồ về gia dụng như là chổi lau nhà này, hay là một số ví dụ cụ bếp các anh em mua cho tặng cho chị em thì nó có rất là lý. Còn đối với các bạn trẻ trẻ thì có thể mua các cái mình vừa thấy này, ví dụ như là cái ba lô này nó rất là xinh xắn, hoặc là son phấn. Một số chị em mình thấy khá là khó tính, khá là khắt khe khi bảo mua son phấn là cái mỹ phẩm này nó có cái chất độc hại thì không mua. Mình nghĩ rằng mua một cái ba lô nhỏ xinh xinh để tặng chị em nó có vẻ khá là hợp lý đấy, và giá thì cũng không phải là quá là cao. 139k, các bạn áp thêm một số mã giảm giá thì nó sẽ còn tốt giá hơn nữa rất là nhiều.
hoặc là mua các cái nội thất nhỏ nhỏ xinh xinh hiện tại thì nó rất là ý nghĩa rồi, hoặc là một cái voucher xem phim hoặc là một cái vé xem phim tạm thì nó còn ý nghĩa hơn khi chúng ta chọn hoa rồi. Ok, hoặc là xà phòng ấy ngày tháng 3 đấy, anh nào vui tính ấy, mua một đống xà phòng với cả dầu ăn về tặng vợ tám tháng 3 thì có lẽ là gia đình đó sẽ ngập tràn những cái tiếng cười trong ngày hôm nay. Rồi, chúng ta sẽ đến với Shopee nhá. Mình thấy Lazada quá ít cái chương trình cho tháng 3. Rồi, ở Shopee xem có cái gì khá khẩm hơn nào. Rồi, như vậy cũng có một số cái chương trình nghe quá rất gì và này nọ. Ví dụ như 49k mua thả ga mua sắm này. Rồi, mình thấy Shopee chạy rất nhiều chương trình. Tuy nhiên khi mua hàng ở Shopee chúng ta sẽ có một chút cái ngại về chính sách đổi trả hàng. Hiện nay thì cái chính sách đổi trả hàng của Shopee nó khá là mập mờ. Rồi, ví dụ đây là một số cái mặt hàng mình thấy là về quần áo, thời trang, cái này mua cho con thì mua cho con và tặng vợ thì nó cũng hợp lý lắm đúng không? Rồi, đây là một số mặt hàng về bỉm sữa, rồi rất nhiều thứ luôn. Ngày của bé thì cũng như là ngày của mẹ. ngày của mẹ thì bé cũng vui. Thực ra cái này đánh đồng không hợp lý lắm. Mua cho con bảo tặng vợ thì nhiều chị em thấy nó khá là tủi thân. Này thì nó là một chương trình nghĩ rằng nó cũng... Nói chung là nếu mà ngày này mà mua một hộp sữa về cho con thì nếu mà chị em không phải bỏ tiền ra mua thì nói chung là anh cầm một hộp sữa bảo 8 tháng 3 anh mua đỡ em thì đó cũng rất gì và đầy nọ luôn. Rồi tiếp theo là chúng ta xem có chương trình nhỉ? Đây là một số cái flash sale của Shopee. Ở cái flash sale của Shopee này thì mình mua được một số hàng khá là rẻ. Rồi ví dụ đây là cái gì đây? Là một chiếc ví nữa này. Ví thì có lẽ cũng là một sự chọn tốt cho ngày tháng 3. Rồi, thánh sim, ủa rồi, câu chuyện thánh sim thì có lẽ mình chia sẻ trong một clip rồi. Cái này thì mua cái này thì mua quần áo thì là rất là khó. Tại vì nó có vừa hay không mà mình mua một cái quà tặng mà mình phải đi đổi trả thì nó cũng rất là buồn cười. Có lẽ là quần áo mua ở trên này thì mình nghĩ là cũng không nên. Hoặc là khăn này thì mua cũng được này, nhưng mà khăn thì nó cũng nhỏ quá, nó cũng không có ý nghĩa nhiều về mặt tình cảm. Cái này mua tặng thì có khi cái này nó phải ở trên một cái mức thân mật thì mới tặng nhá. Cái này mà mới quen mà tặng cái này có khi SML. Rồi, xem chúng ta xem còn cái gì không. Hoặc là các bạn để tặng xà phòng thế, nhưng mà cái đấy mình nghĩ rằng nó cũng không có cái gì ấn tượng lắm. Rồi, ví dụ như tặng một cái ví, cái này ví cho cái này các bạn nhỏ dùng hợp lý hơn. Rồi, những cái chiếc ví này thì tặng ngày này thì rất đẹp. Cái này bên Shopee nó bán còn 69k còn rẻ nữa. Rồi, cái giày này mua thì phải thử cữ chân, nó cũng có một chút đáng ngại. Hôm nào mình sẽ làm một review một cái giày này nhưng mà là của Adidas nhá. Rồi, cái này mua cũng được, son lại được này. Cái này 99k mua cũng rất là hợp lý ngày hôm nay. Rồi, gấu bông cũng hợp lý, nhưng mà gấu bông chỉ dành cho những cái bạn trẻ thôi, còn những người được gia đình rồi thì mang cái này về là các anh bị chửi cho sấp mặt luôn đấy. Rồi, gối massage, cái này chắc là tặng mẹ thì hợp lý hơn. Rồi, hôm nay thì có lẽ là son với cả túi sách là bán được ác. Rồi, xem là có gì được không. Hoặc là chị em mà thích hát thì có thể tặng cái mic Q7 này được này. Cái này Q7 thì tặng được nhiều trong lứa tuổi. Nói chung mình thấy ai cũng rất là thích hát, tặng cái mic này thì nó cũng phải tầm 159.000. Thì chị hát chán thì anh cũng có thể sang hát được. Có là một cái sản phẩm công nghệ hay, có thể tặng được. Rồi, chảo, rồi mua tặng vợ cái chảo thì cũng hay lắm. Và chiếc giày cao gót này thì nó liên quan đến cái việc đổi trả, nếu mà không vừa thì cũng rất là nguy hiểm. Này thì anh chị em nên nếu mà các anh mua tặng cho chị có thể mua cái này dẫn vợ đi thử, chứ không nên mua cái này online. Cái này cũng khá là ấy. Rồi, thế ba lô, một số đồ ăn thì mình có thể mua luôn ở ngoài cũng được, cũng không phải mua trên này. Nó tại vì cái thời gian nó ship nó mất từ 1 đến 2 ngày. Thường là anh em mua muốn chủ động tặng trước thì sẽ phải lên kế hoạch trước khoảng 1 đến 2 ngày.
nhưng mà 1 đến 2 ngày đó thì những các bên này họ lại không chạy chương trình ấy, nhưng muốn mua nó cũng rất là dở đấy. Ngày hôm nay mua thì lại mất đến 2 ngày nó chuyển về, còn mua trước thì lại không có chương trình, cũng là có một cái điều bất cập của mua online hay là mua tặng bộ này cũng được rồi. Như vậy trên đây chúng ta đã vừa điểm qua một chút về cái các cái chương trình ngày 8 tháng 3 trên các cái đơn vị như là Lazada, Shopee, một số cái mã giảm giá mình chia sẻ với các bạn từ group review Lazada, và một số cái chia sẻ kinh nghiệm, một số cái trao đổi vui về chọn quà cho các chị, các mẹ vào ngày 8 tháng 3. Ok, xin chào và hẹn gặp lại cho các bạn trong các video tiếp theo. Nhớ lấy thấy clip hay và ý nghĩa thì nhớ like, subscribe của kênh. Xin cảm ơn rất là nhiều.